Trung tâm Huyền Miu xin chào anh em. Quay trở lại video clip của buổi chiều hôm nay thì bên em lại tiếp tục có một đơn hàng về, cũng như test một cục xúc B3 để cho một ông anh khách đến từ Đông Triều Mạo Khê anh em nhé. Thì ngày hôm nay thì bên em đang về những mẫu sản phẩm, đó là những cặp loa của hãng ETC, một trong những dòng loa của công nghệ thương hiệu của Mỹ xịn sò anh em nhé. Anh em có thể nhìn hình thức của đôi loa này, loa sở hữu một bát 30-100 kèm, hình thức quá bắt mắt luôn, thùng gỗ sơn sạc cát và với giá thành yêu thương anh em nhá. Đây là những cặp loa cực kỳ chất bên em yêu. Model của sản phẩm là SR12V, công suất trở kháng là 300W trở kháng 8 ohm. Loa nếu nói thương hiệu ETC thì anh em biết rồi, có một trong những thương hiệu khá nổi tiếng của Mỹ sản xuất anh em nhá. Thì hôm nay thì bên em đang tháo ra để cho anh em xem về thiết kế nội thất của nó. Và kia là ông anh đến từ Mạo Khê đang mua một cục xúc B3. Xúc này về hàng bên em thì cơ bản nó bán cực nhanh luôn. Và cửa tiền trên 6 triệu thì đây là một cục xúc chất lượng, đánh quy lực và mạnh mẽ. Anh Xuân Hòa đang giúp em hình như là tháo quả loa này ra để kiểm tra. Loa sở hữu đường kính bát là 30 anh em nhá. 30. Đôi này anh em có thể nhìn thấy đặt gia đình cực kỳ đẹp luôn. Nó thiết kế 4 lỗ thông hơi phía trước, nên là tiếng bát đánh áp lực về phía trước căng. Giá thành anh em đầu tư những bộ cao kia trên dưới 20 triệu thì lắp ráp cặp này quá tuyệt vời luôn. Em sẽ tháo ra cho anh em xem. Rồi, nội thất nó khủng luôn. Okay. Đẹp của nó côn 44 anh em nha. Tép của nó là sở hữu mã số tép là 18, made in Italia. Tép của nó sản xuất tại Italia anh em nhá. Chất tép rất dày luôn. Con này tiếng tép đánh sạch và tơi. Lát đây. Ok. Bát của nó là từ 19 họng 76. Đây là một trong những đôi loa mà bát 30 có sở hữu từ tính chất lượng. Từ nó còn bọc cả vành hơn này. Model 12 đút dây kép. Chất lượng. Phiên bản này là số 50 năm là kỷ niệm của hãng ETC. 50 năm anh em nhá. Tất cả sơ gì mà vạch đóng nét căng luôn. Quá chân luôn. Đi vào phần thiết kế phân tầng của nó. Tầng nó thiết kế ở trong này. Ai dạ, phân tầng quá chân luôn. Một đôi loa chất lượng thì cái phân tầng nó quyết định quá lớn luôn. Và anh em nhìn thấy đây là phân cần trở kháng nhôm xịn sò anh em nhá. Bạn nào mua được đôi loa này thì riêng bộ phân tần của nó cũng đã vài triệu rồi. Chất lượng luôn. Cái chất của nó thì anh em cũng đang thẩm âm về cái tiếng nhạc của nó đấy. Đấy, quá hay luôn. Anh em nghe. Một nền nhạc mà để nghe tĩnh mà hay như này thì những cặp loa chất lượng thì mới ra được cái chất tiếng của nó như này nhá. Quá tuyệt vời luôn. Và số lượng đơn hàng hôm nay em mua về chỉ có 4 cặp thôi, không có nhiều. Để tiếp thị đấy anh em. Sau đây em mua sẽ thực hiện cho anh em nghe một bản nhạc Berezo trữ tình để anh em thẩm âm về tiếng nhạc sắc nét của cặp loa này.
bản nhạc Zumba anh em nhá. Nghe độ vẩy tiếng tép cũng như sang bát tép của em. Một hộp khi mua 2 lát sữa Vinamilk